Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ tại DMV, DC, Maryland và Virginia. Hôm nay thì tôi sẽ dẫn quý vị và các bạn đi tham dự thánh lễ của nhà thờ Việt và cộng đồng Việt. Này nó nằm ở cái khu vực Silver Spring. Có tên là Giáo xứ Mẹ Việt Nam thuộc Tổng Giáo phận Hóa Thịnh Đốn. Thì từ nhà tôi đến nhà thờ khoảng 20 phút. Không gian nhà thờ ở phía ngoài thì quý vị thấy là rất là rộng, có tượng Đức Mẹ, có cái chỗ để xe. Phía bên tay phải của nhà thờ thì một cái nhà hoàng, xin lỗi, phía bên tay trái là cái đi đến phía bên trái là cái nhà hoàng, còn phía bên tay phải là nhà giáo lý cũng như là nhà nguyện của cha. Thì phía trước nhà thờ thì có tượng Đức Mẹ. Nói chung là đây là nhà thờ mà cộng đồng đặc biệt lễ rất là đông, rất là lịch sự, mọi người đi nói chung là rất là tốt khi mà đi tham dự thánh lễ. Ở đây thì tôi cũng thường tôi nhập vào tôi cũng đi tham dự thánh lễ. Đây quý vị cũng thấy là phía ngoài của nhà thờ thì cũng có tượng Diego làm rất là đẹp. Phía ngoài chúng ta nhìn rất là đẹp. Quý vị chúng ta đi vào bên trong nhà thờ. Trong nhà thờ thì từ cung thánh cho đến bàn kia tất cả trang thiết bị nhà thờ rất là đẹp và cũng được thiết kế hiện đại. Các cái ca đoàn mỗi lần tôi đi dừng lại thì thấy là ca đoàn hát rất là hay. Ở phía đằng sau thì trên có cái cầu thang, hai cái cầu thang đi lên trên lầu. Đức cha ở Huế qua làm lễ thì rất là may mắn thì gặp được Đức cha từ Việt Nam qua giảng và dân lễ. Đặc biệt là lý học của nhà thờ có một không gian để cho các cái hội đoàn sinh hoạt và có bán thức ăn Việt. Đấy, tất cả các loại trái cây, rau củ quả, cái món ăn Việt ví dụ như là chả giò, chưng bánh tỏi, rồi kể cả các cái món mà ở Việt Nam chúng ta có ví dụ như là chả giò nè, lòng heo nè, bánh mì nè, thì tất cả những cái món này thì ở nhà thờ bán và làm cái công tác thiện nguyện, có nghĩa là ủng hộ nhà thờ. Thì quý vị có dịp thì quý vị có thể đến tham dự thánh lễ người Việt và giáo xứ Mẹ Việt Nam Silver Spring. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý vị. Nếu quý vị thấy video này hay thì quý vị vui lòng nhấn like và subscribe. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.